làm món nước luộc này có khó không? Cái này khó nhất đây anh ạ. Cái này là quan trọng nhất đây. Cái khâu nào quan trọng nhất trong cái món này? Khâu á? Đỡ nước. Không phải. Rau này có sạch không? Rau này để đi hỏi mấy cô bán rau, chị Tú mua em không biết. Cái rửa rau lát thế. Cái này không phải em rửa mà em chỉ nhặt lại thôi, thì cái này là chị Na rửa sẵn rồi. Đây là lần thứ bao nhiêu em thấy mọc nhĩ ấy? Lần đầu tiên anh ạ. Thế nào? Em thấy nó cũng khá là thú vị. Tuy nhiên thì cũng hơi có một chút khó khăn. Thái để làm gì? Em sẽ thái, cố gắng thái thật nhỏ cho nó vào mọc cho nó ngon. Trong lúc mọi người sẽ có món mọc là tuyệt vời. Ăn bao giờ chưa? Em ăn rất là nhiều lần rồi nhưng mà làm thì chắc là đây là lần đầu tiên ạ. Học ai mà thái kéo ấy? À em học, cái này là em nghĩ nó là bản năng anh ạ. Nó là năng khiếu ấy.